Bye bye, tôi vào lớp rồi. Quá. Sao? Khăn khăn quàng của cậu đâu? Nó đeo đây rồi đấy mà. Đâu? Không có luôn. Rõ ràng sáng nay tối để ở cạnh giường mà. Mày lại điên muộn rồi. Chim ra cái đồng hồ nữa. Nguồn gì chả kêu. Sao vợ chồng mình hôm nay đi đâu hết rồi? Hôm nay nè, mà đầu tuần mà hôm nay có sao đâu. Mày quá. Không là sao mình. Mắt ra. Cậu đang ngóc cái gì đấy? Mình tưởng cậu đi đâu cơ. Thôi mà. Hôm tại á, cái đồng hồ nhà mình không kêu, mình mới đi học muộn. Tha cho mình lần này đi. Nhớ. Không tha thứ gì hết. Cậu biết cậu đi học muộn. Tao hôn rồi chưa? Đấy cũng phải là do lỗi của tớ đâu, tớ muốn đi sớm nhưng mà đặt cái đồng hồ cho tớ ấy. Đồng hồ cái gì? Hôm nay tớ sẽ trừ cậu một điểm. Ôi mà, chúng mình là bạn thân mà. Hai đứa con lần đi nhá. Không tha thứ gì hết. Gì nhớ thế mà không cho thả. Nó có 3 lần một tuần thôi mà. Sao tớ nhất định tớ sẽ đi sớm. Là hôm nay mình đã đi học sớm à. Xem sao đó có bắt được mình không. Làm gì có chuyện trừ được điểm của mình. Hello, xin chào cô bạn sao đỏ của tôi. Hôm nay mình đi học sớm nha. Là hôm nay đi học sớm. Hôm nay đi học sớm thì tớ sẽ không bị cộng trừ điểm nữa đúng không? Bye bye, tớ vào lớp rồi. Sao? Khăn quàng của cậu đâu? Nó đeo đây rồi đấy mà. Đâu? Không có luôn. Rõ ràng sáng nay tối để ở cạnh giường mà. Sao trông cặp tôi quá thế này? Chết rồi, khăn quàng của tớ đâu nhỉ? Đấy, thấy chưa? Hết học mới học buồn lại quên khăn lại quên khăn. Trời ơi, tha thứ cho tớ đi. Trời ơi, chỉ vì hôm nay tớ cố khi học sớm thì lại thế. Lại bị trừ một điểm. Thế mà tháng này mình bị trừ hết 2 điểm rồi. Còn là mình sẽ bị phạt rồi. Là hôm nay thì hello cô bạn của tôi. Hôm nay nhá, tớ đi học sớm. Tớ đeo khăn quàng về này. Bây giờ cậu đừng có trừ điểm tớ nữa nhá. Tạm biệt đi con. Sao? Hôm nay thứ mấy mà cậu mặc như này? Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ hai. Thứ hai? Thứ hai thì mặc gì? Đồng phục của cậu đâu? Trời ơi, hôm nay mình lại mặc áo đồ màu hường. Thứ hai phải mặc áo trắng mà. Trời ơi, giờ nóng nóng rồi. Cậu, bây giờ tớ phải làm thế nào bây giờ? Tớ về thì tớ cũng đi muộn. Mà tớ vào lớp thì tớ cũng lại bị trừ điểm. Trời ơi, tại sao tớ suốt ngày quên vậy? Thôi một lần lại học tớ đi, nếu mà tớ bị 3 điểm, tớ sẽ phải đi lao động công hết trong trường. Tớ phải đi. Cậu chuẩn bị đi phạt trực nhật đi. Trời ơi, cậu là bạn thân của tớ. Có bạn thân mà sao đó. Chả là giúp tụi ta tí nào, chuẩn bị đi gọi nhà vệ sinh rồi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.